Xin chào quý vị và các bạn. Mình là Nguyễn Minh Diệp, tư vấn bán hàng của đại lý xe ô tô Mitsubishi Bắc Ninh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn dòng xe Xpander bản nâng cấp 2022. Đây chính là Xpander bản nâng cấp 2022 với thiết kế hoàn toàn khác từ ngoại thất trở đến nội thất. Để zoom kỹ hơn thì phần đầu xe với thiết kế mới đã có thể nói là nâng tầm phong cách crossover với ngôn ngữ thiết kế chủ đạo của hãng là thiết kế Dynamic Seal. Thay đổi dễ nhận ra nhất của Xpander 2022 này, đó chính là phần thay đổi về cụm đèn. Cụm đèn chiếu sáng, LED thấu kính và đồng thời cụm đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED. Các bạn nhìn rõ cái cụm đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế dạng ti sáp, mang đến cái vẻ trẻ trung nhưng mà vẫn rất sang trọng. Thiết kế thay đổi thứ hai ở trên phần đầu xe đó chính là lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt thiết kế mới nhìn rất xịn sò. Và cái thiết kế thứ ba nữa các bạn có thể nhìn rõ đó chính là cản trước. Nói chung nếu như mà để mà nói thì cái việc thay thế cái phần nội thất này mang đến cái sự sang trọng cho Xpander, đồng thời vẫn giữ được cái sự trẻ trung của xe. Hay thật, sang trọng mà vẫn trẻ trung. Tiếp đến nhé, là phần thân xe. Đây, phần thân xe. So với phiên bản trước thì Xpander 2022 đã tăng lên so với kích thước tổng thể cũ là tăng lên 120mm. Bên này hơi tối nhỉ. Và khoảng sáng gầm xe tăng thêm 20mm, nâng khoảng sáng gầm xe lên 225mm. Có thể nói là ngang ngửa với cả SUV. Ngoài cái thiết kế nâng cái tổng kích thước của xe ra thì Xpander năm nay còn thiết kế thêm cả cái phần nẹp, viền nẹp thân thiết kế mới cùng với cả đường gân cũng mới. Đây, nhìn tổng thể cái thiết kế mới này giúp cho xe nhìn khỏe khoắn, vuông vắn và trông cứng cáp hơn. Đây. Chi tiết tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chi tiết của mâm bánh xe. Mâm bánh xe của Xpander 2022 đã thay đổi hoàn toàn so với thiết kế cũ. Đó chính là cái mâm bánh xe được nâng cấp lên 17 inch và làm theo kiểu tràn viền á, nhìn nó sang trọng hơn. Đồng thời cái hệ thống treo của Xpander được cải tiến, nâng cấp hơn, xịn sò hơn và nhận được cái tín hiệu tích cực từ khách hàng. Đó là phần thân xe. Phần thân xe. Còn bây giờ nói tiếp về phần đuôi xe. Đuôi xe đấy. Đuôi xe của Xpander 2022 năm nay thì điểm dễ nhận biết nhất đó chính là cái đèn hậu của xe cũng thiết kế dạng ti sáp, thiết kế mới. Tức là khi mà cái
thiết kế đã thi pháp này đưa ra, thì các bạn có thể thấy là nhìn cái bản đèn nó to hơn và nó tăng cái tính nhận diện thương hiệu lên rất nhiều. Đấy. Đây tổng thể đuôi xe đấy ạ. Ốp càng sau của xe cũng mang thiết kế mới. Ngoài ra thì ở cái bản này so với bản trước chính là nó đã tích hợp luôn cả cái cảm biến lùi vào trong xe. Xe đầy đủ cả camera lùi và cảm biến lùi. Mở ra nhìn phía khoang nội thất của xe rất rộng. Đặc điểm của xe là có thể gập phẳng hàng ghế thứ hai và thứ ba bằng sàn để tăng cái diện tích sử dụng của xe lên, diện tích chở đồ chở hàng của xe lên rất là nhiều. Cái này nó chính là cái đặc trưng của Xpander, có thể nói là ưu điểm của Xpander được khách hàng đánh giá từ rất lâu rồi, từ khi mà xe đã ra mắt. Vâng, đây chính là phần nội thất ở trong xe. Nội thất xe năm nay gọi là thay đổi hoàn toàn khác và mang đến cho khách hàng sự thích thú. Những cái nhược điểm mà khách hàng đã góp ý với hãng thì năm nay được Mitsubishi cải tiến hoàn toàn. Đây này. Với thiết kế mới, thiết kế nội thất mới, chủ đạo của tên thiết kế tên là Horizontal Axis, tức là nằm ngang và mở rộng. Khi mà bước vào xe thì cái cảm nhận của quý khách hàng đầu tiên đó chính là sang trọng và tinh tế. Cùng với những cái thiết kế nội thất rất chi là cao cấp, giúp cho người sử dụng cảm nhận được là chiếc xe rất sang trọng. Đây, cụ thể đi từng chi tiết các bạn sẽ thấy. Thứ nhất đó chính là màn hình 9 inch. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch tràn viền mượt mà, kết nối với cả điện thoại thông minh, có đầy đủ những tính năng kết hợp với cả điện thoại Android Auto, Apple CarPlay. Đây ạ. Vô lăng thì thiết kế thể thao mới, giúp khả năng trải nghiệm lái mới hơn này. Dưới cái màn hình đó chính là bảng điều khiển điều hòa, thiết kế mới dạng kỹ thuật số. Đây, nhìn trông xịn xó rất nhiều. Và cái mở phải nói là cái thích thú nhất có thể nói đến, nó chính là phanh tay tự động, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, phanh điện tử và giữ phanh tự động. Cái này chính là bệ tì tay, bệ tì tay của hàng ghế trước. Cái thiết kế của cái ghế da năm nay đó chính là thiết kế mới, và cái chất liệu của ghế da đó chính là giảm thiểu cái hấp thụ nhiệt. Với trời nắng nóng như này á, thì cái thiết kế này có thể nói là mang tính thực dụng. Đây.
da chạy chỉ nổ, nhìn rất xịn sò. Đó. Năm nay thì xe cũng đã trang bị thêm cổng sạc tại ba hàng ghế với USB Type-C. Ghế da của xe đấy ạ, mang tính thời trang cao, nhìn đơn giản nhưng mà vẫn có tính thời trang. Cái vượt trội của xe chính là động cơ 1.5 Mavic. Động cơ xe thì không thay đổi nhưng động cơ 1.5 Mavic, cái ưu điểm của nó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Trong cái thời kỳ mà giá xăng tăng đột biến như thế này ấy, thì cái việc xe tiêu thụ nhiên liệu ít chính là một bài toán kinh tế đáng để cho khách hàng lưu tâm, cũng là tiêu chí đưa ra cho sản phẩm của hãng là tiết kiệm nhiên liệu, máy móc bền bỉ. Hiện tại xe thì được phân phối 4 màu chính, đó chính là màu trắng, đen, bạc và nâu. Quý anh chị và quý vị nếu mà có nhu cầu mua xe có thể liên hệ đem tư vấn và hỗ trợ theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.